Hoàng Ai Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị ha, quý cô chú anh chị. Thì hôm nay có một em chào chị. Chào chị nha. Ồ có. Trời ơi, có một chị khán giả rất là đặc biệt nha quý cô chú anh chị. Hôm qua mới vừa làm công quả trên chùa của sư cô. Hôm nay chạy xe đến luôn quý cô chú anh chị kìa. Để mình đợi coi tí xíu có ai ha. Tạm thời mình hỏi hai vị khán giả. Chị, em chào chị. Chị ai đây? Con gái hả? Ờ, con bé này không có đến đây rồi, đúng không? À, vậy hả? Ờ, à, vậy đến đây thăm đi ha. Đặc biệt hôm nay là có chị chú Chiên đến nha, quý cô chú chị. Anh áo vàng đi đón nãy giờ nè. Đó, à, biết ai đó. Đó, chị chú Chiên. Trời ơi. Ủa đi có mình hả chị? Em đi một mình, em đi lạc nữa chứ. Chị hả? Đi lên wow. Không biết sao quần quần đi vô trong chợ luôn. Trời ơi, chị lái xe mình tới luôn. Ừ, em chạy luôn. Trời ơi, dữ hả? Sáng nay tính đi xe buýt lên mà nói trời, nếu mà đi xe buýt mà lên đường này là không biết đường đi luôn á. Chị hả? Trời ơi, bà con cô bác có xem video của Duy Minh nhớ chị này không? Hôm qua làm công quả ở bên chùa của sư cô Đồng Nai á. Chùa của sư cô Hữu Chí, Chí Hữu nè. Đó. Chị chiên chú chiên đó. Cho mấy anh em mình ăn đó. Nay lên liền thấy chưa không? Ai giành biết bán chú chiên không? Trời ơi, vậy không đi chị không rủ cho sư cô lên luôn. Sư rủ sư cô lên à. Một ngày nào đó sẽ chở sư cô lên đây. Ờ à, đúng rồi, chị chở sư cô lên đi. Dạ chào chị. Chị đi xe nhà đúng không? Dạ. Trời ơi, chị đi ngà, chị chở chị sư cô lên, đỡ thông tiền. Sư cô, mỗi lần sư cô lên đây là tốn mấy trăm ngàn. Đúng đó. Rồi. Hồi nãy mà chở sư cô đi là sư cô vui lắm á. Đúng rồi. Sao nghe chị? Mời chị dạ, miếng bự ăn đi. Em mới vừa bẻ miếng bự ăn luôn á. Rồi hai anh em mình ăn nửa miếng nha. Rồi. Bự á. Bự hồi sáng em đem tới á. Em biết bữa nay chị lên nè. Hồi sáng thấy Duy Minh có nói lên một trái bưởi da xanh nè. Mà nói là ruột đỏ rất là ngon. Chị ăn thấy con ngon không? Ăn thử nha, cảm ơn nha. Em đang test hồi nãy giờ cho mấy anh em ăn ngoài. Không, nãy giờ anh ăn thử chưa? Hả? Ừ, ăn sao mỏ nhọn dữ vậy trời. Ngon không? Cũng ngọt ha. Ngọt mà nó... Nước đúng không? Nước, đúng nhiều rồi. Nước. Này mà chấm thêm miếng muối ớt mà cay cay ha. Dạ, đúng luôn ha. Đúng rồi. Dạ, rồi. Có ai nói em ăn chú chiên chưa? em là ăn chú chiên. Bà chú chiên gì? Chú chiên là... xuất hàng à, nói chung là đi toàn quốc luôn là mình dạ. Có ship đi Hàn Quốc rồi Nhật Bản rồi toàn quốc. Cái đó là mình đóng gói chắc là phải kín đáo lắm ha chị. Đúng rồi. À, cái đó là như mình em đốt nhang đi rồi nói bảo em đốt nhang đi đốt nhang cái ha. Rồi chị ăn hết tới đi chị đốt nhang đi rồi em nói cho nhiều gì à, chị này hôm qua làm công quả ở chùa ha quý cô chú vậy dưới không với mấy anh em mình cũng là một ngày mới quen biết nhưng mà cũng cảm thấy rất là thân tại vì tính cũng hơi hòa đồng đó. Một phút bằng niệm. Rồi. Dạ. Rồi, rồi. Dạ, cảm ơn chị. Hồi sáng em nghe chị hôm nay tới mà em nói dễ gì? Trời ơi, nghĩ sao à? Mới hôm qua hôm nay tới. Tại vì rất là quý đoàn của mình luôn. Nói chung là tuy là gặp nhau mới nhưng mà cảm thấy giống như một đại gia đình vậy đó. Tự dưng thấy thích. Tự dưng sáng ra cũng rất là muốn đi luôn. Xong rồi, cô luôn không? Nhưng mà phải lo việc ở nhà nữa ấy, là lo cho các con đi học này nọ nữa. Xong rồi bắt đầu mới xin phép ông xã đi. Để cho ông chiên chuối vào. Dạ đúng rồi. Vậy là mình ở bên Đồng Nai luôn hả chị? Dạ em ở Đồng Nai ở bến Ngộ An Hòa, Biên Hòa Đồng Nai. Gần chùa sư cô á. Đúng rồi, trời ơi tiếc quá.
tiếc quá. Không có chở sư cô lên. Em quá em quên cô luôn. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Với lại không biết sao tự dưng không không nghĩ là qua chở cô đi ha. À, đúng rồi. Chở cô đi chắc cô vui lắm luôn. Đúng rồi. Vậy mình làm công quả ở chùa là được lâu chứ hả chị? À, nói đúng ra là có duyên á, giống như cái duyên thôi. À, hôm đó sư cô đi chợ đi bộ, cái mình thấy sư cô đi cứ đi mà kiểu như là biết là chân sẽ yếu á, cái bắt đầu sư cô mới dặn là ngày mai lấy cho sư cô mấy cái bánh chuối chiên, ý là mấy anh chị xuống chơi, xong rồi đến khi mình mới nói dạ để mai con giao cho, thế là chở sư cô về. Dạ. Chở nhưng mà mặc dù là cũng gần đó nha, mà sao lại không có biết nhà sư cô luôn, nhưng mà thấy sư cô đi chợ hoài luôn. Dạ. Xong rồi chở sư cô về tới đó, cái tự dưng vô cái thấy chùa rồi đó, tự dưng thích lắm, giống như hệt là có người dẫn vô gì đó, đi vô thắp nhang thắp khói này nọ, xong rồi phát tâm là để con tới con phụ sư cô dọn dẹp. Cái tự dưng nghe sư cô nói ngày mai mấy anh ekip xuống để dọn dẹp phụ, cái nói trời hên quá, có một mình chắc cả tháng á. Trời ơi, không biết bao giờ xong. Xong rồi nghe thấy mấy anh chị xuống nói trời càng đông thì mình qua mình phụ mỗi người mỗi tay mỗi chân nó sẽ lẹ. À, đấy đúng là rồi. Quyết tâm là ngày mai phát tâm qua đó phụ mấy anh chị đó. À, đúng rồi chị. Vậy là cũng lần đầu tiên mà mình hỗ trợ đó luôn hả? Dạ chị? Đúng rồi, lần đầu tiên em hỗ trợ đó luôn. Dạ. Nhưng mà bây giờ đã biết rồi thì chắc có thể là qua thường xuyên để dạ, đúng rồi. Sư cô. Tại vì sư cô cũng có một mình thôi. Mà đúng ra hôm qua là người ta chân thấy tôm tắt hả chị? Từ cái bàn thờ của Phật đến là ở dưới nền chùa thì nó sạch sẽ hết luôn. Đúng rồi, rất là đẹp luôn. Nhưng mà tuy là sư cô ở một mình nhưng mà cũng gọn gàng, nhưng mà có điều là lớn tuổi á, không thể nào bưng bê những cái đó lên được, nên mấy anh chị giúp mỗi người mỗi tay mỗi chân rất là ok luôn. Dạ. Cho nên là chị đến đây thì thấy quý quá cho nên đến thắp hương chú Du Linh. Dạ đúng rồi. Chẳng gặp sư mấy anh em gặp luôn. Mấy anh chị vui lắm luôn á. À, tụi em cũng gặp chị cũng vui Duy vậy. Minh, Duy Minh rồi các cô các chú nè, nói chung là sư cô khen hoài à. Quán dạ. Chừng nào mình mới ngồi ăn cơm chung nữa Thảo. Dạ. Chừng nào mình mới ngồi nguyên đám ăn cơm chung nữa. À, lúc nào mà mấy anh chị mà đi giống như hôm qua thì cứ rủ em. Nếu mà lúc đó em đi được thì em sẽ đi với các anh chị. Em rất là thích những cái đó, ý là rất là thích những làm mà thiện nguyện. Đúng rồi, em rất là thích. Dạ. Làm công quả rồi. Kênh mấy anh nó làm thực tế em rất là thích luôn. Em rất là đi tới những chỗ thực tế á, em thích. Hôm qua cái khi mà quay cái video, đúng ra là cũng định cũng không có quay nữa, cái video mà ăn cơm đó thì có được nhiều khán giả khen lắm. Trời, cái video dễ thương quá. Đi là ăn cơm nhưng mà rất là khen. Trời ơi, em coi cái em nói em nói không có chụp em quay vậy nè. Cái hồi sau nói chung là hôm qua cũng coi nhiều lắm, vui lắm. À, vui ha. Mình làm tiếng nó hơi mệt nhưng mà nó vui, nó đổi lại cái mà, hết mệt luôn. Cũng không thấy mệt luôn. Tự nhiên mình cảm thấy mình vui á. Mình vui cho nên là nó hết mệt đó chị. Chứ đúng ra là mệt lắm đó. Em thấy có nhiều người mệt lắm đó. Cái chị rửa chén mới mệt nè. Nhưng chị này. Dạ. Nhưng mà chị rửa rất là có tâm luôn. Nói chung đã làm mấy chị em mình đã làm là gọi là chị Hoa nè, chị Hương nè, chị Bích. Đặc biệt ha, chị Hương á gác máy chị vẫn làm, chị làm hoài luôn vậy đó. Đúng rồi. À, ví dụ như là kêu thôi. Bây giờ mấy anh em mình xin nghỉ 15 20 phút gì đi. Rồi mấy anh em mình làm cái mẫu luôn, chị vẫn làm, chứ nó ai nghĩ thì chị làm đấy gai. Chị Hương, chị đi em với chị Bích á. À, Hương em chị Bích á, chị Hiền. Có khi nào đi ra chú Chuyên đi xe hơi luôn không? Dạ có anh, mà hôm bữa em mắc cười lắm. Dạ. Trời mưa tầm tã luôn mà cái chị đó chị có bầu, chị thèm chú Chuyên. Cái chị mới nói là bây giờ thèm quá mà không biết làm sao. Em nói để em giao cho, cái chị cũng tưởng là đi xe máy đi giao vậy đó. Mà đi xe máy thì bánh chuối nó sẽ bị mềm. Chị, xe này. Hôm nào là em đặt chị giao xuống Đồng Tháp được không? Giao xuống Đồng Tháp hả? Giao xuống Đồng Tháp thì mình sẽ là bánh chuối cấp đông. Cấp đông hả? Xong rồi mang về đó là mấy anh em tự chiên ăn. Chứ còn nếu mà em giao bánh chuối mà nóng mà đưa xuống đó thì nó sẽ không ngon. Và nó sẽ bị nguội á, nó không có ngon. Nhưng mà bánh chuối cấp đông mà về chiên lại vẫn ngon đến 95%. Vẫn ngon chứ nó không có bị dở. Nắc mắc hết 5% là đi xe. Đúng rồi. cái chuối mà để mình sản xuất là chuối gì hả chị? À, bên mình là chuối chiên mè đen nước cốt dừa. Cái chuối đặc biệt không thấm dầu. Còn cái trái chuối là trái chuối sim đen. À, chuối sim đen. Đặc biệt là phải lấy chuối sim đen từ miền Tây nha. Thì nó mới ngọt được. Dạ. Tại vì á hả, mới với lại mình rất là chuối chim đi nhà làm là phải có tâm luôn á, là trái chuối của mình làm là phải chín tự nhiên. Dạ. À, tại vì hồi trước mình không biết á, mình lấy chuối mà cứ như người ta thấy người ta làm đèn á, làm sao trái chuối mà nó chín.
Nhưng mà thiệt ra nó chỉ là chín ép thôi. Nhưng mà đến khi mà chuối chiên mà mình lấy từ miền Tây mà chuối đúng chuối xin chín tự nhiên á lại ngọt. Chín tự nhiên mình cứ lấy về cứ quầy này cái giống như nó già nó chuẩn bị chín cây đó. Nó cứ chín tới là mình làm, chín tới là mình làm, cho nên lúc nào cũng là chuối tươi. Chuối ngọt. Chuối ngọt. Đúng rồi. Dạ. Cái này là mình sản xuất gia truyền hay là chỉ mới gần đây hả chị? Cái này là mình cũng mới mở chuối chiên này cũng được hơn 1 năm thôi. Dạ, hơn 1 năm thôi cho nên cũng mong các anh chị biết tới nhiều. Nhưng mà hôm qua mấy anh chị ăn ngon không? Ngon, nói chung là ngon, giòn lắm. Dạ. Ăn giòn. Vậy là hôm qua cũng đã thưởng thức được. Đã được thưởng mấy chục cái mà. Mấy chục cái luôn á. Dạ, hôm qua mang qua cho mấy anh chị ăn để thưởng thức. Dạ. Nhưng mà ngon. Chuối rồi bánh ngon. Tiêu rồi dạ. Khai chiên gì nữa. Ừ. Vậy mà bữa nay em vợ cái em chịu lên cúng chú. Có mang thương hiệu riêng gì không? Tiếc quá. Nhưng mà chắc hẹn một ngày nào đó. Không, chị mua trái cây với ấy là được rồi, hoa quả cũng được rồi. Bánh chuối nó đem lên đây là nó sẽ bị mềm, nó ngon nè. Ừ, nhưng mà nếu mà ừ. Em đi xe này lên thì nó sẽ cũng ổn chứ. Đúng không, đúng rồi. Đi lên đây cũng hơn 1 tiếng mấy chứ nhiêu. Tiếng hồ. Tiếng nào, từ nãy em đi lạc nên em bị sai, em đi bị lố giờ. Hên có anh này ra rước chứ rồi lúc đó em cũng khóc rồi đó. Nhưng mà em cứ nguyện là chú Vũ Linh dẫn con đi tới đi. Thầy em dụ em không máy thì em điện cho tụi chị hoặc là với Minh đồ đi. Dạ có được. Thì hồi sáng anh này cũng hỗ trợ đường đi cho em nè. Cũng gọi riết. Anh đâu dạ? Chống vòng. Ủa em chống vòng. Ủa em đang có một mình hả Thảo? Dạ em đi có một mình. Nhưng mà em đang tiếc là không chở sư cô lên nè. Đúng rồi. Nhưng mà chắc là hẹn một ngày nào đó mình lại lên đây lại. À đúng rồi. Mang bánh chuối chiên lên cho mấy anh chị ăn. Nói chung là mấy anh chị cũng hay ở đây đúng không? Đó, hôm nay Duy Minh bắt được cái mối chở sư cô lên. Khi nào mà em muốn đi em chở sư cô lên chứ. Tại vì cô đi là cô tốn tiền dạ. Mấy trăm ngàn dạ. Sư cô khoảng 2 tuần hoặc là 1 tháng. Chắc em nghĩ cái khi 1 tháng là sư cô đến 2 lần. 1 tháng sư cô đến lần. Dạ. Hồi sáng nay em còn tính em ra em đón xe mà em nói ủa đón xe thì sao ta rồi em không biết đường, nói chung là em không có dọn rồi đường. Vậy là chị có cái duyên luôn rồi đó. Em cứ đi mãi lên tới đây luôn á. Nói chung là lên tới đây rất là vui luôn. Hồi nãy em thấy chị cũng không biết là cầu nguyện cái điều gì cho chú á, thấy cứ thành tâm quá, không biết cầu nguyện như điều gì đây. Tại sao mình không ra bãi cỏ mát ngồi nói chuyện? Sách ghế đi Phương. Tại vì ngồi đây có chú nó ấm nè. Dạ. Nói chung là vừa nãy mình cũng nói chú là cũng lần đầu tiên tới đây thì cũng chào chú vậy đó. Dạ. Thì cũng cơ chú là mình chỉ có tâm nguyện, mỗi tâm nguyện là chúc cho mọi người. Mới mình vô mát này đi chị. Vô mát này mình tâm sự. Tại vì tâm sự hơi lâu á, tại vì mời chú chiên vô đây. Ai mời chú chiên không? Ai nói chú chiên bao giờ đâu? Chú chiên đây. Chiên miền Đông nha. Sài Gòn Bình Dương. Dạ. Hôm qua em nghe nói là khi nào mình mở chi nhánh mới. Bây giờ mình còn chai nước suối nè Ngọc. Đó, bây giờ mình ngồi đây ha. Cho chị ngồi. Nhân viên tại mộ quán đúng không chị? Đó, muốn tâm sự cái điều gì đó thì mình ngồi đây đi. Đó, tâm sự. Đó. Chị ngồi đây nè. Đây là một người chị mà hôm qua là cũng cùng với mấy anh em tay máu tím để tham gia cái công tác là đồng hành cùng mấy anh em đi làm công quả ở chùa của sư cô Chí Hữu ở Đồng Nai ha quý cô chú anh chị. Tại trường tiểu học Nguyễn Thị Sáu. Đúng vậy. Dạ, đúng. Ủa chị cái em mới uống nước cho rồi. Chị ơi, cái nhà, cái chỗ bán chuối chiên của mình á là gần chùa Sư Cô không? Gần luôn. Nói chung là chạy hôm qua mà từ nhà mình đi qua chùa Sư Cô thì bán ngay chợ mà 5 phút thôi. 5 phút. Dạ, 5 phút thôi. Rồi đi xe hả chị? Bán ngay chợ Bến Gỗ không? Dạ, ngay chợ Bến Gỗ luôn chị. Là ngay cái chỗ hôm qua mấy anh đi mua cái tủ cho Sư Cô á. Gì hả? À, ý là ngay hôm qua là mấy anh mua tủ ở đây thì cách đó khoảng tầm 7 căn nhà là tới nhà mình. Gì hả? Là xuống nữa ha. Chỗ xuống, em với anh Âu già. À, nào, ngay chỗ em ngay đường xanh đường đỏ chạy xuống chợ là em bán đầu chợ hay giữa chợ? Em bán ở giữa. Em bán ở giữa. Bữa nào chị đi bỏ hàng chị sẽ kiếm chú chiên chị ghé chị ăn. Hôm qua khi mà đăng cái video đầu tiên lên thì cũng được hai vị khán giả cũng trợ duyên cho là tiền cho mấy anh em để là cô Thủy gỡ 1 triệu đừng là cho mấy anh em ăn uống nước nôi. Thì hôm qua thì hết 500 rồi, 490 còn tấm vé số là 500. Yeah. Còn lại 500 là mình sẽ hỏi ý kiến của cô Thủy sau. Đó, và được chị Ngọc cũng hỗ trợ cho là 500 ngàn để là gỡ
cho là cũng như là cúng dường cho chùa của sư cô, và Duy Minh cũng nói chung là tiền trái cây với là tiền Duy Minh cho nữa cũng gần triệu á. Đó là tiền đó của Duy Minh riêng. Còn chị Liễu Phan thì gửi tặng một cái tủ đó, quý chú vậy thật là quý luôn. Rất là cảm ơn chị Liễu Phan. Cái tủ bằng nhựa. Tủ nhựa. Cái tủ hôm qua ai chọn vậy chị? Hôm qua ai mua? Dạ em. Em ra em gặp em thấy em chọn luôn. Nữa mà để mấy giả gỗ á, cô để mấy giả dạ, gỗ. Dừa luôn hả? Dừa. Đúng dừa là cái hộp đó dừa để áo. Còn một căn trống nữa chị. Còn hai căn trống chứ? Còn hai căn trống không? Để đồ. Rồi ở ngoài thì có thiết kế để là làm để những bông hoa đồ ở ngoài 5 tầng á. Năm cái tầng đó để bông hoa là cái gì đó, trang trí cho đẹp. Nhưng mà đúng là hôm qua dọn dẹp xong nhà cô đẹp quá à. Đẹp sáng trưng luôn á. Bây giờ em lại cứ muốn vô hoài à. Dạ. Vô sáng trưng luôn. Sáng dạ. Dạ. Mấy anh chị có cần gì thì cứ gọi thôi, tại vì em cũng dạ. Chỗ sư cô mà. Không, chừng nào mà tụi em thèm túi chiên là tụi em sẽ đi giả bộ qua đó là thăm sư cô. Dạ, đó là kết hợp. À cái em điện nói alo chị ơi anh hai em qua thăm sư cô ấy, là chị biết là lúc đó là thèm chú chiên rồi đó. Mà giống như chú chiên thông thường không anh, hay là khác? Khác, khác chú chiên này nó rất là gáo và nó không có kiểu như nó không có dầu, nó gáo mà nó thẳng mà nó đẹp lắm, nó thẳng bằng à. Ý là mè đen đặc biệt không thấm dầu chứ, ý là đặc biệt là không. Mà trái chú chiên không có dầu. Trái chú chiên nhìn nó dài mà nó thẳng bằng à. Nhưng mà mình chiên là bằng dầu hả gì chị? Đúng rồi, mình chiên bằng dầu nhưng mà cái lại không thấm. Đó là nó không thấm. À. Cho nên ví dụ mà đặc biệt, ha. Có sợ mập thì cũng không có mập được. Dạ. Không biết. Chị phụ nữ thường thường cứ nói ăn chuối chiên sợ mập. Nhưng mà ăn chuối chiên mình không có mập đâu. Dạ. Nếu mà sợ mập thì cả ngày mình ăn chuối chiên đi. Biết sao không? Ăn chuối chiên là không có ăn cơm đó đâu có mập được. Ăn chuối chiên không mà nó no rồi. Dạ. Nói đó cũng là một cái kỷ niệm đúng không, để tìm một tím gọi là vừa hỗ trợ sư cô mà cũng như là vừa gặp cũng được có chị gái à, mà cũng là đây là một cái em nhớ, cái em nhớ mọi người không biết à. Nhớ gì đó à. Cậu khiến cho em nhớ đi đó. Tự nhiên em nhớ cái em đi à. Cái hôm nào mà tụi em mà nhớ chị á, rồi muốn ăn chú chiên cái nói chị ơi lâu rồi chị chưa xuống mẫu thăm nó nha. À chị hiểu rồi ha. Lúc đó hiểu nha, phải chuẩn bị chú chiên này kia đồ. Nào mà em mang chú chiên lên đây mà em đi là em sẽ chở theo sư cô ha. Đúng rồi. Nếu em gọi điện nếu mà tụi mình nhớ Thảo. Dạ. Thì nhớ Thảo thì ít mà nhớ chú chiên thì nhiều. Nói với Thảo là Thảo ơi, tụi chị xuống dưới. Cái nào khi nào mà Thảo nhớ tụi chị là đầu Thảo xách chú chiên lên đây. Dạ. Mà biết là ai nhớ chú chiên nhiều không chị? Đây nè. Đó. Chị thấy cái team của tụi em đặc biệt không? Hôm qua chị biết mặc áo màu gì không? Màu tím. Hôm qua mặc áo màu tím. Đó, bữa nay mặc áo màu xanh phải không? Xanh. Chị ở đây nguyên tuần là chị thấy đổi màu liên tục luôn á. Vậy mới dạ. Mình có được áo này mình mặc không? Mình mà được áo này mình mặc mình đi theo hoài luôn trời. Đó, nếu mà được vậy thì cũng phải bộ mới được. À dạ. Nếu mà vậy chắc mình phải đề xuất quá. À. Có cái sự trợ duyên. Trợ duyên mới được. Mình cũng sẽ đi theo mọi người phát tâm đó. Biết cầu sau này chưa có hiệp thành viên sao? Hiệp thành viên mới. Màu phim thành viên này là có lợi nhiều lắm nha. Có chú chiên ăn nè, nó vàng phái nè, thấy không? Sáng anh nói gì? Có chú chiên đến, có chú chiên đến. Em đúng thiệt luôn á. Sáng quên đủ thứ luôn à, tự nhiên quên à. Đáng lẽ là nôn đi không quên chứ. Đúng rồi. Lo hết việc nhà luôn xong rồi xong xuôi mới được đi. Vậy chứ mà hả? Vậy cái lo chị này là em nói chuyện nghe dễ thương giống chị Tư nè. Đúng rồi. Sao dễ thương quá. Anh này anh coi nhà nè, anh nói có chị nào giống dễ thương giống chị Tư quá à? Không mà nói chuyện cũng giống cũng hơi giống chị Tư mà nói hơi nhanh hơn ha. Chị Tư chị chậm chãi lắm. Mà từ từ nhiều khi cũng không nói luôn. Không nói chuyện. Lần sau rồi đó anh muốn rồi ạ. Anh em muốn là là em sẵn sẵn. Ở đâu alo cho cô để em chở cô đi. Anh em muốn rồi. Thôi em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Dạ. Thôi chúc chị nhiều sức khỏe nha. Rồi em cũng cảm ơn chị chú Chiên. Đó, và nhiều khi đến viếng có mua là hoa quả trái cây để dâng lên chú nhưng mà có cái là thiếu cái chú Chiên. À để hôm sau bù ha. Đúng rồi. Hôm rồi chúc chị chuyến này mình đi thường lộ Bình An ha. Đi về nhà thì nói chung là sức khỏe là cái vấn đề là đầu tiên. À, và
Và sau nữa thì cái sự nghiệp mà bán chuối chiên của chị sẽ đổi đời. Mà hình như là em thấy chị đổi đời rồi. À, được là bà con bác đến nhiều hơn. À, ví dụ như là ai muốn đặt chuối chiên thì có thể thông qua số điện thoại của chị là số mấy chị? Số điện thoại bên chuối chiên Thảo là 0985661428. Thảo ship toàn quốc cho mọi người. Có gì là mình tư vấn khi muốn mua chuối chiên á thì có thể điện qua số điện thoại này cho chị Thảo, và có thể là gọi cho chị và để tư vấn rõ thêm ha quý cô chú anh chị. Bây giờ thì Duy Minh xin chào bà con ha, chúc bà con cô bác thật là nhiều sức khỏe, một ngày mới đầy niềm vui trong cuộc sống bên gia đình của mình ha. Và em cũng xin chúc của chị Thảo cũng nhiều sức khỏe nha. Dạ. À, ngày càng là phát triển hơn cái sự nghiệp của mình ha, bán chuối chiên. Dạ. À, xin chào bà con. Thì ở ngoài chú Tiểu thấy có